Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa TV Samsung đời cũ nha các bạn. Bây giờ người ta sử dụng TV siêu mỏng rồi các bạn, nhưng mà cũng có một số người vẫn sử dụng TV đời cũ này các bạn nha. Đó, đây là cái TV Samsung này các bạn ha. Rồi, hiện tượng của cái TV này á là khi mình cắm nguồn vào các bạn, mình bật công tắc lên ha, TV nó chạy lên một cái rồi nó sẽ tắt liền các bạn, cũng như nó vừa chạy lên là nó tắt. Rồi bây giờ mình mở thử cho các bạn ha. Nó, mình bấm lên nó kêu phải sạch một cái nó tắt liền các bạn. Đó, các bạn có nghe không? Nó kêu phải sạch cái như là cầu áp nó chạy á. Để mình tắt mở lại cho các bạn nghe thử nha. Và bây giờ mình sẽ mở TV ra cùng sửa nha các bạn. Để rút cái vỉ bo mạch ra thì các bạn rút cái dây cáp tiến và cái dây khử từ này các bạn ha. Đó, mình rút ra rồi mình mới rút cái bo mạch nó ra ngoài được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lật cái bo mạch nó lên các bạn ha, lên cái phần mạch in này các bạn, để mình phân tích nó mới dễ nha các bạn. Thì các bạn quan sát trên cái mạch in này, các bạn thấy cái phần mà nó có vẽ cái đường sơn đen này các bạn ha. Đó, cái phần này là phần điện vào nha các bạn. Còn cái phần này là phần điện ra nè các bạn ha. Còn cái phần ở trên này là phần cao áp nha các bạn. Phần cao áp thì nó gồm có con sò ngang, con sò sáng đó các bạn. Và cái phần cục biến cao áp nha các bạn. Đây là cục playback nè các bạn ha. Đó, với lại con sò sáng này các bạn. Và nó cái phần cao áp là nó gồm có cục playback và con sò ngang. Và cái dao động là từ con IC giải mã này ra nè các bạn ha. Nó có dao động thì cái con sò ngang nó mới kết hợp với cái cục playback nó mới tạo hình cao áp được các bạn nha. Rồi đây là con vi xử lý và con giải mã nó chung luôn nè các bạn. Để mình quay gần lại cho các bạn xem ha. Nó sử dụng con IC TDA 9381 nha các bạn. Rồi bây giờ trước tiên mình kiểm tra nguội nha các bạn. Kiểm tra nguội là mình không có cắm điện nha các bạn. Rồi mình bật đồng hồ về đo ôm nhân 1 các bạn nha. Rồi mình chọc kim này cho các bạn xem nó lên nè ha. Cái đường đen này các bạn là cái đường điện thế cộng 115V các bạn ha, cấp cho sò ngang các bạn. Nó dòng qua cái cục playback cao áp các bạn rồi nó dòng vô chân xe sò ngang ha. Đó, mình lật lên cho các bạn xem nè. Đó, xe cũng sò ngang này các bạn ha. Còn một chân E đóng mát và chân B nó vào cái phần lái và dao động từ con IC giải mã ra nè các bạn ha. Rồi mình phân tích cái cục cao áp nha các bạn. Các chân cục cao áp ha, đây là chân vô xe sò, còn đây là chân điện thế cộng ha. Còn chân này là chân ABL nha các bạn. Đó, chân ABL nó sẽ phân cực ở đây ha. Và chân tiếp là bỏ nha các bạn. Chân đây là mát. Rồi chân đây là 180V. Rồi tới chân 15V, chân tim đèn. Và chân này là bỏ nha các bạn. Rồi chân này là chân cũng 15V, cấp cho dọc với các bạn nha. Đó, hai chân này là nó sẽ vào hai cái con diode, nó đổi nắng ra một chiều, nó cấp cho con công suất dọc nha các bạn. Rồi chân này là chân 15V này các bạn, nó sẽ qua con điện trở ha, rồi nó qua con diode, nó nắng ra điện một chiều 15V cộng nha các bạn, để nó cấp cho con công suất dọc ha. Đó, ngay đây là 15V cộng này các bạn. Và tiếp theo là chân này là 15V, nó sẽ dòng qua con điện trở và nó qua con diode nó nắng ra 15V điện thế trừ, nó cấp cho con dọc nha các bạn. Đó, công suất dọc này nó dùng nguồn đôi 15V cộng và 15V trừ lấy từ cao áp playback về nha các bạn. Khi nào playback chạy thì cái công suất dọc này mới có nha. Còn đây là chân 180V nha các bạn. Đó, chân 180V nó cấp cho cái công suất sắt các bạn nha. 180V này nè các bạn, đó. Nó đi theo cái đường này ha, nó qua con diode nè, nó nắng ra 180V. Đó, nó sẽ cấp cho cái công suất sắt ở trên đuôi đèn đó nha các bạn. Đó, nó truyền xuống dưới đây nè các bạn, nó theo cái cáp này nè, nó lên đuôi đèn ha. Là mối 180V. Ở đây mình phân tích mấy cái mối điện ra để mình biết mình kiểm tra nha các bạn. Còn đây là tim đèn nha các bạn. Tim đèn thì nó qua con điện trở đó các bạn, rồi nó lên cái đuôi đèn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo nóng các bạn ha. Mình sẽ bật về 10V AC nha các bạn. Là điện xoay chiều của các bạn. Mình sẽ đo cái tim đèn này các bạn ha.
vì tim đèn nó là điện hai chiều AC nha các bạn. Rồi mình cắm điện vào để mình thử nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cắm điện cái nó lên 5V tim đèn này các bạn, rồi nó tắt liền ha. Đó là nó vừa chạy lên cái là nó tắt liền luôn các bạn. Đó, mình cắm lại cho các bạn xem nè ha. Đó, giờ mình cắm lại nè. Đó, mình cắm điện vô là 5V tim đèn vừa lên là nó tắt liền các bạn. Tim đèn mà nó tắt là cái cao áp không chạy nha các bạn, là nó bị mất dao động các bạn nha. Nó bị cũng như bị mạch bảo vệ hay là nguyên nhân nào đó là nó IC xử lý nó ngắt, nó không cho dao động lên nữa nha các bạn. Thành ra cái phần cao áp nó không có chạy ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái mấy cái đầu nguồn ra là mình mới vừa phân tích cho các bạn xem nó có bị chạm không ha. Thì các bạn bật que đo ohm ha, cái que đỏ các bạn kẹp vô mát. Rồi que đen các bạn đo lên đầu mấy con diode nắng nguồn ra đó các bạn. Đó, nó không lên là tốt các bạn nha. Đây 180V này các bạn, nó cũng không lên ha, là tốt ha. Rồi, ở bên con diode nắng ra điện âm đó các bạn phải đổi que nha. Que đen kẹp mát và que đỏ mình đo vào con diode 15V trừ các bạn thì nó mới đúng nha. Rồi đây là chân ABL này các bạn. Bây giờ mình sẽ đo chân ABL các bạn nha. Các bạn bật về thang 10V DC nha. Và mình đo điện nha các bạn. Các bạn cắm điện vào ha. Rồi bây giờ mình kẹp mát mình đo chân ABL này các bạn. Và chân ABL nó dao động từ 7 đến 9V là bình thường nha các bạn. Như vậy là mình kiểm tra các nguồn ra và không có bị chạm nha các bạn. Và ABL cũng bình thường ha. Và cuối cùng là mình sẽ kiểm tra cái xung báo về con IC giải mã nha các bạn. Thì cái xung báo về là nó nằm ngay chế gần cái cụm con sò ngang này các bạn ha, ngay chân C này ha. Đó, nó có qua một cái tụ này các bạn. Đó chân C nè, nó sẽ qua cái tụ màu xanh này nè các bạn. Đó, cái tụ màu xanh này là cái tụ lấy xung của playback cao áp đó các bạn. Nó sẽ đưa về cái con giải mã các bạn ha, để nó đồng bộ nha các bạn. Đó, mình sẽ phân tích ở mặt dưới cho các bạn xem nè. Để mình quay gần cho các bạn xem cho dễ nha. Đó, chân C con sò này các bạn, nó sẽ qua cái tụ nè. Đó, cái tụ này nó sẽ qua con điện trở và qua diode nó sẽ truyền về con giải mã nha các bạn. TV Samsung các bạn nó hay bị hư cái tụ xung này lắm nè các bạn. Cái tụ xung playback báo về IC giải mã đó các bạn ha. Thường là cái TV Samsung mình sửa là rất hay bị hư cái tụ này nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ gỡ cái tụ này ra ngoài luôn mình đo nha các bạn. Vì gỡ ra ngoài đo nó mới chính xác các bạn. Đôi khi nó chỉ bị rỉ nhẹ thôi nha các bạn ha. Đó, mình sẽ gỡ tụ này ra ha. Rồi bây giờ mình cắm điện lên mình đo tim đèn nè các bạn. Đó, tim đèn đã lên nè các bạn ha. Và không còn bị tắt nữa ha. Nó chỉ lên thôi nha các bạn. Nếu không có tụ này thì nó sẽ không có đồng bộ ha. Nó bị sai ngang nha. Rồi bây giờ mình kiểm tra cái tụ này các bạn ha. Để kiểm tra cái tụ này các bạn bật về đo ohm nhân 1 ký nha các bạn. Nhân 1 ký trở lên các bạn nhân 10 ký cũng được. Ở đây mình để nhân 1 ký ha. Rồi các bạn kẹp một que vào một chân tụ ha. Còn một chân kia các bạn không được đặt chạm vào nha. Các bạn động vào thì nó nhích kia một tí nè các bạn. Là cái tụ này nó bị rỉ nè các bạn ha. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai mình sẽ đo nóng thử tụ bằng cách đo điện nha các bạn. Đây các bạn kẹp mát vào, các bạn bật về 50V ha. Các bạn cắm điện vào thì ở đây là mỗi 115V này các bạn. Các bạn chấm một chân tụ vào 115V và các bạn đo chân bên kia nó sẽ lên là nó tụ bị hư nha các bạn. Vì tụ này là nó không cho điện một chiều qua nha các bạn. Nếu mà có điện một chiều qua là nó bị hư nha. Nó chỉ lấy tín hiệu AC xoay chiều qua thôi các bạn. Và đây là trị số của nó nè các bạn ha. Tụ nó là 681K nha các bạn, 2 kV. Nếu các bạn có cái mạch TV cũ á, các bạn kiếm nó dễ ha. Còn mình kiếm nó hơi khó các bạn. Nhưng cuối cùng mình cũng kiếm được một cái tụ các bạn ha, nó cũng tương đương thôi. Cái tụ cũ của nó là 681 các bạn, cái tụ này có 561 thôi các bạn. Thì mình nghĩ là gắn vô chắc cũng tương đương được đó các bạn. Và nó cũng 2 kV nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp nó vào thôi các bạn. Mình kẹp nó và mình thả nó ngay vào và mình chấm chì lại thôi các bạn nha. Hai chân này thì nó cũng khá xa nên các bạn chấm chì rất là thoải mái ha. Rồi mình chấm chì vào xong rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ lắp cái vĩ mạch vào các bạn ha.
để mình cắm cái dây tiếng nè các bạn, rồi cái dây cáp chuyển đổi AV nè các bạn. Đó, đây là cái bệ AV nè ha. Rồi cắm dây tiếng, rồi dây khử từ luôn các bạn. Mình cắm vào để mình thử nha các bạn. Rồi, bây giờ mình cắm điện vào thử các bạn nha. Nghe tiếng đàn là mình đoán là nó chạy rồi đó các bạn. Rồi, đã lên rồi các bạn ha. Màn hình đã lên rồi. Cái đời này là các bạn mở là nó trở về TV nha các bạn. Và mình muốn chuyển qua AV thì mình phải chỉnh qua nha. Khi các bạn tắt là nó trở về TV, nó không có nhớ đâu nha các bạn. Rồi bây giờ mình chuyển qua AV và mình cho tín hiệu vào thử các bạn nha. Thưa quý vị, tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vừa diễn ra lễ khánh thành công trình nâng cấp tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục. Từ năm 1951 đến năm 1954, cơ quan Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặt trụ sở tại thôn Khôn Chú, xã Yên Nguyên, ngày 17 tháng 1 năm 2006, di tích Bộ Quốc gia Giáo dục được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đầu tư xây dựng công trình di tích với diện tích hơn 3.800 m². Sau hơn 10 năm, một số hạng mục đã xuống cấp. Tháng 7 năm 2022, tỉnh Tuyên Quang tôn tạo di tích với tổng mức kinh phí 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Công trình hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2022. Quảng Trị có đường biên giới đất liền với nước bạn Lào dài trên 187 km. Trong những năm qua, mô hình kết nghĩa cụm bản giữa hai bên biên giới được triển khai với nhiều kết quả thiết thực, giữ bình yên vùng biên giới Việt Nam Lào. Từ số cây giống bời lời được người dân thôn Duy Tân, thị xã Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tặng cho bản phường huyện Sepol, tỉnh Sa Văn Na Khẹt, Lào đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân nước bạn. Sau hơn 10 năm kết nghĩa, nhóm dân cư Duy Tân đã hỗ trợ bản phường trồng được 350 cây bời lời và chuối, đem lại nguồn thu đáng kể sau mỗi vụ thu hoạch. Đồng thời cũng là giao bán là trao đổi cái nền văn hóa của người Việt, từ đó là để mà phát huy cái cao hơn trong vấn đề cái bản bản tình. TV này tuy nó cũ nhưng mà màu còn rất đẹp. Cái tiếng nó ù là vì nó lỏng dây rắc, mình chưa có cắm lại nha các bạn. Và video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Sống của hai bên thì sẽ góp phần bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đến nay tại Quảng Trị đã có 25 cặp bản kết nghĩa ở hai biên giới. Thông qua mô hình kết nghĩa, hàng nghìn lượt người dân hai bên biên giới đã tham gia tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, cung cấp thông tin có giá trị trong việc bảo vệ an ninh trật tự trên biên giới.